Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 quân huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello, xin chào tất cả và chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm cho tất cả bạn nào đang và đã chuẩn bị hoặc muốn luyện được top, thì mình sẽ gửi cho tất cả các bạn một clip ở rank cao thủ cao sao để các bạn chơi một vị tướng ta ra. Và mình hôm nay sẽ cầm trừng trị đi top thì nó sẽ rất hiệu quả, và đây là một vị tướng rất dễ chơi. Chỉ cần các bạn nắm được cho mình những cái nội dung cơ bản thôi, hoặc những cái cơ bản của vị tướng ta ra để các bạn chơi, thì mình khẳng định các bạn xem xong clip này, các bạn hãy vào cầm ta ra các bạn chơi đi các bạn nhé. Rồi ta ra là một vị tướng, để mà nói thì sát thương của nó là gọi là sát thương tanh cơ, nó không phải là vượt trội nhưng nó cũng là có một sát thương đó các bạn nhé. Đây là một vị tướng, nói chung là ví dụ Rioma gây 1.000 thì thằng này phải gây tầm 600 đám các bạn nhé. Và đặc biệt ta ra nên pick khi nào, khi pick đối đầu các vị tướng đấu sĩ sát thủ ăn tất cả các keo, từ Zuka này, Rioma này, bất kể đấu sĩ sát thủ nào, thì ta ra là một vị tướng rất phù hợp để đối đầu đường top các bạn nhé. Và đặc biệt rằng ta ra cầm trừng phạt thì trận đấu này mình sẽ không những đè thằng Rioma này, làm gì mà ăn được tao, tao giết mày chết luôn đây, tao coi mày chạy đâu. Tốc biến ấy, tốc biến thật nhanh. Thằng này chạy nhanh thế. Cái thằng này chơi rất là láo. Nakroth bay vào, chơi cho anh đi em. Đấy, khi mình cầm trừng trị thì ngoài cái việc mình sẽ đập nhau làm thọt thằng đây rồi, từ ôi rồi, chưa được, bình tĩnh. Rồi thằng Nakroth, rồi, đây, chiều 2 của mặt hàng. Bạch một mạng ngon lành rồi, mỹ chết phải tao rồi mà. Đấy, ngoài cái việc đe hoặc là đánh thắng đường top ra, thì mình sẽ phải làm thọt thằng rừng của nó nữa. Vậy ta ra cầm trừng phạt thì có hai cái lợi thế. Thứ nhất, đi đường khỏe chắc chắn sẽ đè thằng top bên nó 100%. Thứ hai, làm yếu thằng rừng. Vậy một vị tướng một cái đường mà làm yếu hai đường thì các bạn, mình không cần biết mid và bot sẽ như thế nào, nhưng mình khẳng định thằng rừng của nó sẽ không được phám ở cái mảng rừng khi mình đè được thằng Rioma. Khi nào thì đè Rioma? Khi lên level 4 các bạn nhá. Ta ra là một vị tướng lên level 4 rất là mạnh, và các bạn sẽ phải hiểu cái bản chất của con ta ra như này. Khi ta ra càng thấp máu và bật chưa bái thì lượng sát thương của ta ra càng to, và nếu cái tâm máu như này này thì đám mình hiện tại to hơn cả thằng Rio Má là cơ, rất là mạnh. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình điều đấy nhé. Ta ra máu càng yếu và khi bật chưa bái thì tăng sát thương càng mạnh. Đây, pha này mình bật chiếu ba này, các bạn này xem mình dồn sát thương rồi này, chảy như một cái con Rioma luôn. Đấy, Zuntamo à, thằng này không biết là tiếng gì, thôi không quan tâm, mình sẽ vào khỉa nó cái con búa xanh của nó các bạn nhá. Đấy, chúng ta sẽ tền cái con búa xanh của nó cái đã. Đấy, đây mục đích bây giờ thì khi mình cảm giác lên là cái level 4, level 5 rồi, mình cảm giác đẹp thằng Rioma rồi, thì là cái giai đoạn mình sẽ bắt đầu vào khu rừng của nó. Và chắc chắn con búa xanh thằng rừng nó sẽ không được ăn tư dư đến khi mình nằm xuống các bạn nhé. Đấy, rất là mạnh. Rồi mình sẽ tập trung. À, khi các bạn cầm trừng phạt thì các bạn phải nhớ phám quái rừng các bạn nhé, để nó tăng được cái Rio Leviathan lên thật trâu. Rồi bây giờ thì level 7 rồi, chắc chắn thằng Rio Ma nó không bao giờ đủ tuổi để có thể là cản bước của mình nữa. Ta ra là một vị tướng chơi theo phong cách như nào. Khi giai đoạn đầu game phút thứ 10 RV thì nhiệm vụ các bạn sẽ phải đe cái đường top và đè những con quái rừng trong này này các bạn này. Đấy, chúng ta khi đè như thế này rồi ấy, thì trong combat ta ra làm gì ạ? Ta ra không phải là một vị tướng sát thủ, mà ta ra là một vị tướng tanker, hút được càng nhiều đám, hút được nhiều chiêu ba của team địch thì càng tốt. Và đặc biệt cách chơi combat của ta ra là quấy nhiều đối hình đối phương là chủ yếu. Đấy, mục đích của ta ra là như vậy. Và bản nào chơi tốt hơn, late game có mắt tổng, các bạn mới dì được thằng xạ thủ, không cho cái lượng sát thương xạ thủ nó gây đam vào team mình là auto win các bạn nhé. Đấy, cho nên các bạn phải ra vào. Và đặc biệt nhiều bạn chơi ta ra có một cái lỗi như này này. Đấy, mình sẽ nói các bạn biết cái lỗi này, các bạn sẽ giật thột luôn. Đấy, ta ra thì chỉ có một cái chiêu một để tiếp cận hoặc là bỏ chạy thôi, cho nên nhiều bạn khi vào bất kỳ combat nào đi chăng nữa, các bạn tiếp cận bằng chiêu một luôn là sai.
không bao giờ ta ra nhảy vào combat tiếp cận băng chứa một hết đấy, mà các bạn hãy di chuyển cháy như này, bởi vốn gì đây 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 từ từ điều mà đây 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 chắc chắn nó chết mình đấy. Rồi còn chiều hai, hồi chiều hai nhảy quẹt chiều hai nó chết đấy, rất trâu các bạn nhé. Và các bạn phải biết rằng cái tốc độ chạy cơ bản ta ra rất là nhanh, cho nên các bạn hãy di chuyển đấy, di chuyển đi bộ và cầu rìa đối phương bằng chiều hai. Khi nào thấp máu thì các bạn tầm khoảng 30% máu ấy thì các bạn hãy kích hoạt chiều ba cho mình đấy, vì tầm phút thứ 10 trở đi thì ta ra là bất tử rồi, cực kỳ bất tử luôn. Chỉ có late game thì khi bị hiệu ứng kiểu giảm khống chế máu thì nó yếu hơn một chút, nhưng còn rất mạnh các bạn nhé. Đấy, hãy nhớ cho mình, chiều một không được dùng lao vào combat hoặc mở combat mà hãy đi bổ đến. Đấy, đi bổ và dùng chiều hai rìa máu. Khi nào team địch yếu máu, cảm giác mình giết được nó rồi thì các bạn hãy dùng chiều một nhá. Đấy, chiều một phải để phòng thân, nếu các bạn có cảm giác mà vào mà bị sốc sát thương quá thì phải chạy. Đấy các bạn nhé, bật này, bây giờ bật chiều ba mình cân hai là rất chuyện bình thường đấy. Phút thứ sáu của game các bạn nhé, cân hai cho bình thường là ăn hết đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, ta ra nhìn như vậy thôi, nhưng càng thấp máu nhá, các bạn bật chiều ba nó hôi càng nhiều máu là thứ nhất, và thứ hai sát thương càng to lên. Đấy là cách chơi ta ra các bạn nhé. Đơn giản thôi. Đây vì tưởng rất đơn giản và hầu như ai cũng có thể chơi được. Các bạn không phải khó đâu. Nên anh ấy cái ngay sợ này bật chiều ba tao quật mình luôn, là các bạn thấy chứ. Ủa ôi, mình đập đám thằng thiếu má chưa? Rồi. Các bạn thấy ác không? Như bạn nói anh ơi, anh cơ toàn chơi nhưng mình tưởng kỹ năng em chơi không được. Thế còn ta ra được thì nắng lăng sáng gì? Còn ta ra này thì di chuyển ra mà cứ quật vào cái chiếu thì còn làm cái gì đâu. Đấy, có phải chiếu thức định hướng hay là cái gì đâu mà gọi khó khăn. Ra quan trọng nhất vẫn là gì? Đó là cái cắn sát thương các bạn nhé. Đấy không phải là cắn sát thương chết à, giết, mà các bạn phải cắn sát thương chết. Đấy, ví dụ như là mình nhờ vào cái cắn sát thương mà cái phá vừa rồi mình cân hai được. Đấy, mình biết được rằng ví dụ từng này máu này thì mình sẽ còn tầm khoảng 5 giây hoặc là 6 giây, hai thằng dù mình bị chết thì tầm khoảng đánh nhau hồi tầm 2-3 giây thì mình sẽ bật chiêu ba. Đấy, đây bây giờ này mình cảm giác như lửa sát thương rồi mình thì mình sẽ bật chiêu ba luôn phá này, và mình sẽ như nào quấy nhiều combat thôi. Đấy, bởi vì vốn gì các bạn không thể đòi hỏi ta ra là một vị tướng lao lên rồi một vị tướng chết ngay được, cho nên các bạn phải hiểu trong combat 3-3-4-4 đưa lên thì ta ra cái vai trò của nó sẽ là quấy nhiều đối phương và thu hút nhiều lượng đám ăn tốt. Đấy, trong quá trình thu hút đám thì các bạn sẽ phải di chuyển nhiều để né chiếu chẳng hạn. Đấy, vừa thu hút đám vừa thu hút cái chiếu thức, ví dụ như là cái con mid của nó thì chúng ta sẽ né những cái chiếu thức bình thường của nó nè. Đấy, rồi là thằng thiếu má chẳng hạn mới sẽ né chiếu 3, chiếu 2. Đấy, như vậy là thành công rồi, bởi vì khi team địch nó hết càng nhiều chiếu thì team mình sẽ càng lợi thế. Đấy, một mình nhá, chỉ cần so sánh đơn giản thôi, một mình mà đã VS với 2-3 vị tướng bên team địch mà quấy nhiều đối phương thì có lợi thế không? Thì còn lại 4 vị tướng mình sẽ dồn lại 3 vị tướng team địch. Đấy là lợi thế đó các bạn. Cho nên lý do vì sao ta ra đi đường cầm trừng phạt nó rất dễ chơi và không bao giờ thọt các bạn nhá. Đấy, mình bật chiếu 3 này không chết đâu, không chết. Tầm dư làm sao chết được, làm gì có chống hơi máu đâu mà chết. Đấy, tầm dư thì bét tè lè nhè luôn. Đấy, cho nên là khi nào pick ta ra, khi team địch có nhiều đấu sĩ sát thủ, Zuka này, Ryoma này, Richter này, rồi thậm chí là sát thủ luôn các bạn nhá, Nagrod A ơi. Đấy, ta nay chỉ có đối đầu không tốt phải tanh cơ thôi. Tại vì sao đối đầu không tốt? Mình biết rất là hai thằng tanh cơ mà đánh nhau thì đúng là mai chết, thì rất là khó. Cho nên là cứ không phải tanh cơ, đấy, cứ đấu sĩ sát thủ là các bạn cứ pick ta ra cho mình. Còn nếu mà team địch mà có tanh cơ ấy thì cũng được thôi, các bạn cũng sẽ không thọt, mà nó thằng tanh cơ bên kia cũng chẳng thọt đâu. Bởi vì như nào, hai thằng máu trâu đập nhau thì đập đến khi nào cho chết, đập tầm một tiếng này các bạn đã gần chết đấy, xong thì nó lại bế về, thế chả làm cái lời thế gì cả. Cho nên khi nào pick ta ra, khi team địch không có tanh cơ đi top hoặc là đấu gì sát thủ trở xuống thì các bạn sẽ pick ta ra cầm trừng phạt đi top cho mình. Ngoài cái việc bởi vì đang các bạn đi về đấu sĩ sát thủ, các bạn luôn luôn auto win đường. Đấy, mà đã auto win đường thì các bạn sẽ phải làm thêm một nhiệm vụ, ăn luôn một cái mảng rừng của thằng rừng của team địch. Đấy, chỉ cần đơn giản đấy, có cần đi gánh đâu, không cần phải tham gia giao tranh đầu game của đi con rồng hay combat đường rồng, mà các bạn chỉ cần một cái lối chơi đơn giản đấy thì các bạn chơi sẽ rất hiệu quả đối với ta ra. Đấy, đây thực sự là cái KDA mảng 15-6 thứ hai team rất là cân bằng. Đói, mình cảm thấy sát thương thằng Flo chọc rất đau, cho nên ôi dồi ôi nhìn mù mắt anh em ạ. Cho nên mình sẽ bật chiếu ba luôn lên luôn các bạn nhé. Đấy, phút máu đấy, 15 giây lại có chiếu ba tiếp lại là vào chơi đấy. Cho nên cách đối đầu ta ra thì các bạn thực sự thiệt thòi lắm,
nếu mà cái thằng đấu sĩ tốt để mà lên cái build chống hôi máu ngay từ đầu thì nó lại chẳng có đáp, nó lại chẳng có sát thương, bởi vì cái thằng đấu sĩ tốt thì nó rất cần cái xuyên giáp đầu game, mà xuyên giáp đầu game thì phải phút thứ 6, thứ 7 mới có rồi đấy. Rồi muốn lên thì build thứ 2 đấy, có xuyên giáp giáp mà nó muốn lên luôn cái build chống hôi máu thì lại yếu đấy. Lên một build chống hôi máu để chống một thằng ta ra thì nó cũng rất là phí phạm và yếu đấy, chỉ chống một ta ra nhưng đông đội của mình thì nó sẽ giết, nó chết rất nhanh. Cho nên ta ra là một lợi thế, một lợi thế các bạn nhá. Đấy, trừ khi late game với thằng mid nó lên thì ok, thì ấy, còn mà thằng top mà lên cái build chống hôi máu đầu game thì coi như là nó phế luôn, chả có đám đó các bạn ạ. Rồi thì mình xin chúc các bạn chơi ta ra thật tốt, và hy vọng các bạn hãy comment phía dưới mong muốn các bạn, và mình sẽ làm những video tưởng tất cả các bạn, và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những clip sau tất cả các bạn nhá. Và tất cả bạn hãy mãi yêu, bye bye.